他们笑我，笑我啊，今年三十多还没老婆。人哋又讲我傻，你傻，亲戚都讨厌我，讨你，我只能一世做假公咯。Đây, sau đây em giới thiệu phiên bản gián điện của dòng địa hình ha. Con này là dòng địa hình được. Tại vì với bộ bánh như thế là bộ bánh thường thường dòng địa hình bánh từ 150 với 175, rồi con này là 175, đây là bánh mới nha quý vị. À, và bánh 200, bánh gai, bánh gốc địa. Nhưng mà theo lý mình thì sử dụng cái dòng như mà mình 50-50 đi địa hình và đi đường trường thì các bạn sử dụng dòng bánh là 175. Thường thường nếu mà đi đường trường không dùng địa hình nhiều thì các bạn dùng 150, nhưng mà những gì thì mình đang chơi là 150. Con này là dòng bánh 175, các bạn thấy nó to không? Bằng bàn tay. À, dạ, dạ, dòng bánh mới. Và hàng này là hàng các bạn dán này là chất liệu rất là tốt nha, bằng gỗ rất là chốt, mà gỗ là nó không phải vô nước, nó không bị mục nước này kia, về lâu dài rất là bền ha, tuổi thọ của ván này rất bền. Và cái thứ hai là các bạn, đây là dòng ván 1m28, là dòng ván rất là to so với dòng bé dưới 1m, nhưng mà dòng ván như mình là 95 1m là những dòng ván như thế này. À, con này là dòng ván có thương hiệu cho nên á, các bạn nhìn như vậy nhưng mà thực tế nó có thương hiệu. Và cái này cái hộp số OSC, đây hộp số bằng mạch, cho nên trong này nó có hai mạch tương đối hai động cơ. À, dòng A của nó là cho phép là dòng 48V. Đây là hộp pin đấu riêng. À, đây cái hộp pin mình mở cho các bạn coi ha, đơn giản ha, khi nào không dùng các bạn kéo lên xả ra. Đó, xả ra thì lấy cái này ra. Cái bước này mình có cái clip rồi. Còn không là các bạn cứ gạt vô một cái là nó tự siết vô. Nó qua một cái dây đai này, đúng không? Dây đai này không có bao nhiêu tiền hết đó, nhưng mà nó rất là lợi. Các bạn không cần phải bắt ốc gì đưa dây, chỉ cần đưa một dây pin ra. Ai có điều kiện thì độ lên một cái dây mạch, dây pin gì đó tùy. Nhưng mà theo lý mình không cần thiết. Tại vì cái này nó, cái remote này nó có tính năng xét pin, cho nên cái pin á không cần thiết phải làm cái mạch. Các ai có điều kiện thì mình khuyến khích là làm, không khuyến khích thì không cần thiết, bởi vì nó tránh va đập. Mình chơi dán địa hình mình gặp nhiều trường hợp là va đập. Với hai là các bạn đưa cái mạch dây ra, nó có hai cách nối, một cách là nối trực tiếp khi nào không xài nữa các bạn rút ra, đơn giản vậy. Đà, rút pin ra đi nghỉ sạc, ở đây có một cái góc sạc đây không. Con này là các bạn ghim sạc vô được. Pin này dòng 48V, dòng 2170, loại pin tốt nha quý vị, pin bền và rất nặng. Riêng cái hộp pin này như thế thôi là nó đi được, và các bạn đi được 50 cây á, 40-50 cây là bình thường, 50 cây là bình thường. Tại vì với cái trọng lực số ký, con hộp pin này 65kg nè, con này là 17kg nè, các bạn hình dung ra cái này gần 24kg chưa? Là tương đương là 23-24kg rồi, với một cái trọng lực như thế là rất là khó. Tại vì những dòng mua dán hiện giờ là có 10-11kg là cùng rồi, cộng thêm pin nữa là tầm là 11-12kg thôi, chứ không có ai mà đầu tư mà được cái hộp pin như thế này. Đây là bộ hộp đầu tư custom của bên mình, và khách hàng này cũng đã chấm rồi, cho nên cái này là mình tâm huyết làm cho khách thôi. À, trên thực tế là bên kia đã trải nghiệm, cái này là của mấy ông anh bên mình trải nghiệm hết rồi, đưa về đây mình cải cách lại một số chi tiết, như chẳng hạn cái đèn đồ này kia mình đấu lại mình tư vấn cho khách. Cho nên những cái này là nói về 100% thì nó không có tài từ nhà hàng nào hết, nó được thiết kế theo cái dạng như là gọi là hàng custom, chế này qua kêu gọi là nâng cấp cái này hạ cái kia, cho nên nó có hay cái điểm hay của nó. À, dạng nhiên chẳng hạn như cái bộ đèn thôi, đây mình nói ra bây giờ ghim điện vô, khi nào không xài các bạn rút ra một thời gian, rút ra còn các bạn để im, thì các bạn chịu khó nhấn một cái này yên, nó đèn sáng là nó đang bật tín hiệu ha. Rồi cái remote này mới là quan trọng, nhấn một cái lên đèn nó đang bắt tín hiệu, thấy chưa? Trong trường hợp hai cái này chưa bắt tín hiệu thì các bạn bật lên là nó tự reset với nhau thôi. Con này bắt sóng tầm bi 15-20m là bình thường ha, trong phạm bi 15-20m rất là xa. À, cái dòng thường thường người ta tới 14m độ lại thôi ha. Rồi đây là nó đang bắt sóng nè, các bạn nhìn thấy không? À, nó có nhiều bốn tính năng, nhưng mà mình chỉ khuyến khích người mới chơi đi số 1 thôi, là cấp E. Đây các bạn nhìn ha, cấp E, cấp E là cấp 2 đây. Rồi, để mình, nó ra nhiều chế độ lắm bạn, nhiều chế độ lắm đó. Cấp S đây, cấp S và cấp F4 là 4, con này cực nhanh. Đây cấp 4 nè, các bạn nghe chưa, không tiếng gió luôn. Khi mà kéo phanh xuống thì con này nó có cái mặt tính năng gọi là trên đâu đấu, một mặt tính năng gọi là tự ngắt phanh, là nó tự đèn chắc. Đèn ở đây nó cũng biến dạng thêm 3 cấp. Cấp ví dụ như đèn phanh nha. Đây. Mình biến dạng nè, đây nút phanh nè, nút nè, lấy nút nguồn làm nè. Đó. Đó, một phanh. Kim.
đây là chỉnh chế độ ha. Mình khoan nói đó, đây là chế độ pin. Có này nhiều tính năng, các bạn từ từ nghịch nha. Mình đang mới vô cái vấn đề này cho các bạn thôi ha. Đây, tính S là cấp 3. Cấp 3 là tốc độ tần cho phép là 50. Các bạn thấy không? Đó. Ghê không? Rồi, cấp 1 đối với bạn nào mới chơi là mình khuyến khích các bạn là vô cấp S, cấp L là cấp 1 là đi 15 km thôi. Các bạn thấy không? Cho phép giới hạn. Những người mới chơi đi 15 thôi, tập quen đứng thế đi. Rồi sau này mới tiến hành là đi cấp 2. Đó. À, cấp 2 là cấp L, mình thư đang sử dụng là cấp L. Vậy thôi, đơn giản, cái này là chị nhớ về một cách. Còn mấy cái này các bạn có thời gian nghiên cứu sau ha. Nó có nhiều tính năng lắm, cái đó là mình chỉ mới là mở mang cho các bạn thôi. Đó, xong, rồi. Vấn đề đây là đấu bộ đèn. Ngoài đèn pha, đường phanh, còn mình có một cái đèn gọi là đèn tính năng là đèn pha. Đây, chế độ 1 tính năng, 2 tính năng sáng, 3 tính năng. Tính năng số 3 đèn trắng. À, tính năng thứ tư là đèn chớp, nó 4 tính năng, sử dụng bằng cái remote đã đấu kích hoạt vô nó, à, nó đã được kích hoạt hay nhớ gì đó. Đừng có nghĩ mua cái đèn về đấu rồi đấu vô nguồn trái nha, mình không có giấy kiện nguồn, mình không kiện nguồn là các bạn về đi trái đó. Còn cái này còn phải mua cái người nào bán cho các bạn thì cái người đó sẽ tư vấn cho bạn ha, chứ không phải là mua một bộ đề rồi mà không có được sự tư vấn là các bạn về bị trái bộ đề đó lắm nha. Mình không có khuyến khích cái đó. Rồi cái vấn đề đèn phanh ở đây nó cũng được kích hoạt theo ha. Rồi, đi tiến lùi rất là êm nha, con này cực kỳ hay. Các bạn có thể tiến bên ai thuận chân cái thì bước chân cái lên đi về hướng bên này ha. Đây chân cái tiến đi từ từ ha, các bạn hướng nào mình làm đó, mình đi đang test thôi. Rồi khi nào mà không thích thì mình lùi, nhấn thêm một phím ở dưới là mình tiến lại. Và chân này là mới là chân sở trường của mình nè các bạn, chân phải. Bạn nào tập thì tập được chân trái chân phải thuận thì quá tốt, không được thì các bạn phát huy được chân nào của mình thuận. Chẳng hạn còn cái vấn đề thuận như thế nào mình nói luôn. Ví dụ như bạn thuận chân, bạn bước lên lầu bằng chân gì trước tiên là bạn thuận chân đó. Ví dụ như mình thói quen thì mình đầu bước một đầu tiên mình bước lên mình chân phải thì mình thuận mình chân phải. Thì cái đầu đèn tiến, cái này cái tiến nè, thì bằng bước bằng cái chân phải này phải luôn luôn là thế này. Dán điện, lúc dán điện hay dán thường chơi đều phải có quy chuẩn của nó như vậy. Ai thuận chân nào thì bước chân đó tiến về mặt trước. Các bạn thấy mình tiến không? Đó, đơn giản không? Đó, con này là địa hình nha, rất là hay. Đây mình đổi hướng cho các bạn thấy là lên nè. Lên thì mình đâu có thuận được. Mình bước chân trái, mình phải thuận chân trái, mình bước chân trái. Rồi. Đó, nhưng mà cái này mình tập tại vì mình không thuận chân trái, nhưng mà mình vẫn đi được tại vì mình đã đi quen rồi. Con này cực kỳ nhanh, chúng tôi giỡn đâu, mình mới thích nghi với nó. Ghê không? Nếu mà hồi nãy là mình không có xuống kịp là mình té, tại vì nó còn dướng hai cái bả đạp này là các bạn siết chặt được hay là keo lên được đó. Cái hai cái bả đạp này gọi là hai cái bả đạp, nó siết chặt cái chân của bạn trên cái giày cao gót giày của bạn, nó giữ cho bạn là bạn có thế nhún lên nhún xuống. Là những cái đó là phải có thời gian tập nha các bạn. Bạn thấy những trong địa hình những người Tây mà họ chơi á, họ lên đồi họ phóng lên này kia, cái đó là một sở trường khác nữa là dòng địa hình này nha. Con này cực kỳ ghê nè, mình nói con hồi nãy rồi mình test một vòng ở dưới dài 5-10 cây thôi, mình thấy con này cực kỳ ghê gớm, tại vì nó hơn hẳn những cái gì mình đang nghĩ ở trên cái dòng dáng mà đang đi dòng đường trường. Riêng cái dòng địa hình này rất là hay, rất là hay. Bạn nào mà thích chơi dán rồi là bạn này trải nghiệm mấy con này đi, mình bảo đảm các bạn sẽ thích liền, rất là thích. Ngay cả mình tại điều kiện không cho phép cho nên cái này của người ta đặt mình kết hợp lại mới cấp 1 thôi đó, mà nó đã nó êm thôi vậy nha. Rồi, tạm thời mình nói tới đây thôi, thời gian test thì sẽ bạn nào có nhu cầu thì cứ đi trải nghiệm đi. Pha chuyển hướng, đây 1 pha 2 pha 3 bô, pha thứ ba là trắng nè, thấy rồi đó không, pha thì chớp chớp là trắng đèn xi nhan. Còn con này cũng có chuyện đèn luôn ha, tính được chuyện đèn nha, các bạn phải dợt nha. Đó. Đó. Đó, nó chuyện đèn nè, chậm nè, chế độ nè, và nó chuyện đèn nhanh nè, tắt nè, cũng bằng remote hết nha. Hầu như là remote rất là lợi cái phần đề chuyện đèn pha, đèn hậu nha. Đó, nó chớp nè, các bạn không, nó tự chớp luôn ha. Rồi, hai tính năng, remote của nó. Cái này đấu thì phải yêu cầu mua bên mình thì mình hướng dẫn nha, chứ không phải là tự ý rồi mua về là trái rồi ráng chịu, cái đó không ai bảo hành đâu. Rồi, ok.